Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một cái thông tin rất là vui đến từ dự án Blockzone Airdrop nhận 50 token STPT. Hiện tại thì cái token này nó đang được vote ở trên sàn Binance và có khả năng rất là cao nó sẽ được vote ở trên nó sẽ được list ở sàn Binance ở cái vòng 7 vote này nhá. Nó đang được vote giữa hai cộng đồng, đó là STPT và cái token IRIS. Và hiện tại thì cái token STPT này nó đang chiếm áp đảo với tổng số 73% lượt vote nha các bạn. Như vậy thì khoảng tầm 70% token STPT sẽ được list ở sàn Binance. Và khi mà token list ở sàn Binance thì các bạn có thể biết rồi đấy, giá trị của nó sẽ rất là cao và giá trị của nó sẽ rất là tốt. Ok, cập nhật lại cái video trước thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách để có thể đăng ký cũng như là xác minh KYC để nhận được 50 cái token STPT. Và một cái thông tin nữa rất là đáng mừng, đó là chúng ta hiện tại vẫn có thể đăng ký và nhận được 50 cái token STPT từ cái dự án này nhá. Đấy, dự án của nó là blockzone.com này. Đấy, khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận xác minh thành công thì các bạn sẽ nhận được 50 STPT. Đấy, KYC cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mặt trước mặt sau của cái chứng minh và một tờ giấy thì mình đã hướng dẫn ở trong video này rồi, các bạn làm theo hướng dẫn là được. Đấy, ngoài ra thì nó có những cái chương trình rất là hay khi mà chúng ta stake này là các bạn đóng băng cái token của các bạn và các bạn sẽ nhận được lãi suất. Đấy, và tối thiểu để có thể tham gia chương trình stake token STPT là các bạn sẽ phải có 1.000 cái token ở trên trang web này thì chúng ta mới có thể nhận được lãi suất hàng tháng nhá. Ngoài ra thì mi-rút của nó cũng khá là cao, các bạn sẽ phải giới thiệu đến đủ 500 cái token STPT thì các bạn mới có thể rút về. Và thời gian rút chỉ trong vòng 24 giờ thì chúng ta sẽ rút được cái token này thôi. Đây là một cái dự án có thể nói là cực kỳ tốt và cực kỳ tiềm năng. Hiện tại thì cái token này nó cũng đã được list ở rất là nhiều các cái sàn giao dịch thì các bạn có thể tham khảo nhá. Các bạn có thể xem các cái sàn giao dịch mà nó đã được list để có thể mua bán hoặc là xem về cái thông tin về cái token và dự án này. Đấy. Đây là một dự án rất là tốt, thế nên là bạn nào mà chưa làm thì nhanh tay đăng ký và xác minh KYC để có thể nhận được 50 cái token STPT cực kỳ tiềm năng và uy tín này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.